Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay qua bến mới, ở cánh đồng mới nha. Quá rộng. Qua sau lưng cái hàng cây này là một mấu đất trống bên kia nữa. Nên diều nhào dưới đất bông thì yên tâm. Rồi, hôm nay test con diều này có 1,2 m. Trường thẳng mét hai, thử lèo yếu chuột. Chiều này gió cũng ngon lắm. Nặng không con? Hả? Chà, tốt cánh à? Tốt cánh. Chỉnh lèo. Chuẩn bị nha. Wow, em nhỏ lắm con diều à, lâu em nhỏ luôn à. Học sinh nha. Ghê vậy. Dân kêu ghê vậy. Ở đây, hành chính. Rồi tiếp hai con nữa. Quá đẹp. Hàng gì bên này còn nghe luôn á. Rồi quá đẹp. Ừ bự rồi. Carbon. Full carbon. Chỉ có cái văng là phần tre thôi. Giữ. Em đang lên văng nha. Đồng đội tới rồi. Bữa nay thả bến mới, bận đồ mới luôn ta. Áo đỏ luôn ta. Nói vậy à. Qua bên mới mà đúng là diều thứ lèo áo mới luôn phải không? Bức gió nha. Chà, hồ dữ. Cái gì đang thử lẹo đây thì cô Chin lên tới rồi. Chị găm đầu xuống luôn rồi hả? Không sao không sao không sao. Đang thử lèo. Bữa nay thử lèo quá chừng luôn, mấy con luôn. Không. Đổ lè luôn á. Con này nãy giờ chưa lên hả? Dưới đây gió dặn dặn sao á. Đây nó phúc nữa. Phúc ở dưới thấp nè. Ờ, phúc ở chỗ.
gió trên thì có mà gió dưới phút. Con này quá bự, mắt 8. Ông hai ta nắm dây giùm ông Tư cái ông hai. Út nắm dây giùm ông Tư cái Út. Mắc gió rồi ở dưới, mắc gió. Đó dây cái cuồng đó đó. Ừ. Đó, gió xuống đó. Chuẩn bị nha. Rồi chưa? Lướt. Đó. Được rồi đó. Ghi cho cái mạnh nó lên cái ít. Đó. Rồi, đó. Rồi. Đẹp. Quá wow, cái dân dữ à. Rồi hai con lên luôn. Quá wow. Còn hơi cao lèo. Rồi con này lên kéo bên kia. Bên kia. Lên múc đây. Con này của mình. Rồi. Nãy giờ lên rồi. Lên lên đó có luồng gió trên rồi đó. Rồi thử leo một con đã lên. Quá xa nha. Tiếp con thứ hai đã lên. Còn hơi đảo chút xíu. Bảy ông làm con lấy giờ ông hài ngoài đó chưa lên nữa. Gì vậy? Nghe đậu miếng không chịu hơn Vũ ha. À. Còn hơi nhẹ miếng nữa đó. Đậu má vừa nói thôi. Cái này này. Wow. Ê chà. Dữ ạ. Chết chà. Qua bên kia đường ạ. Ừ. Lên hả chú? Ông làm là phải lên thôi chứ. Nói gì? Miếng cày vô nữa đó. Quá chừng. Quá chừng men luôn. Đang cầm chặt cái tôi rút lại cái. Thôi dạ rồi. Cầm 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 cuốc. Thôi chú. Nè, đẹp lại vô. Để xem mình có không? Quá nhiều nha. Ồ, nhiều đẹp không? Con nào cũng lấy thẳng ro à. Hai con này giống màu quá. Tiếp. Con này mới làm nè hả? À, làm lâu rồi. À, dán căng dữ vậy hả? Con này thì khỏi nói chuyện gì rồi. Cái một. Chừng tréo cái lá dăng à. Kể dàn sáng không cực thả mới phần xuống á, bình điện mới phần xuống á. Để đó mời con đem dây khác, bữa nay ráng cầm đi. Đường chính. Ủa này đem văng lù vô quơ ghê hả? Bữa nay gió không? Đem 2-3 cây văng luôn á hả? Kìa. Cây nào cũng thử được hả? Ớn thiệt. Đâu lên văn quơ nghe thử cái cây. Yếu hả? Trên,
mất gió, mất gió. Đó, lên đó mới có gió. Đi cô chim. Đi cô chim. Đó, đó. Cước nào bỏ nè. Đó. Đó, hút vô rồi. Chuyển vô đây cho nó mát mát chút. Rồi, chuẩn bị. Ở dưới gió nó vặn lắm. Ôi. Sáng qua hai con giống nhau luôn. Hai con lên được. Hả? Hay dữ rồi ta. Bình nãy giờ làm mấy bát luôn chưa lên kìa. Đó, nó gặt rồi. Đó, nó gặt rồi. Cái cánh lên nó cầm chiều nãy cái mình để lên cái mình quên mẹ nó đi. Dán dùng sơn lên chắc không bay đâu. Thấy rồi, bán bay bay. Không bay. Mấy ngày mua to mày đem ra hai chút giải nó bỏ cái cây hết à. Hồi đó cũng hết vậy nó bay đụng đó. Mèo quá. Kéo đi, kéo xuống, kéo, kéo đi trời. Ai nói gì đâu. Tôi có nói gì đâu. Nó nói kéo lại xuống xíu là ok, phải không? Bình nó đang mở. Ủa nhỏ cái sao Bình? Chưa chịu hả? Làm con thứ ba đếp đây. Con nào hả? Cái hệt vậy luôn hả? Con này đây, không bay ta. Ủa cái màu này lên nó cũng đẹp vậy, ông nói chơi gì ông Bình? Cái giải xanh được trước ông nè. Xanh màu đen với màu xanh gì? Xanh đen, xanh đen. Xanh đen của ông á. Gì màu này đẹp chứ, đẹp hơn cái màu xanh kia của ông nhiều chứ. Chơi hai màu muốn nữa. Gắt màu này lên trên màu kia nó đẹp vậy. Đen vậy, vàng đẹp mà. Còn hết đợt này có lấy màu này không? Cái làng này dễ lắm. Hả? Giải đợt này có lấy màu này không? Hả? Có lấy màu này về không? Có. Màu này dáng ngon nè. Màu này không thua gì màu đen đâu. Giá này không dễ nữa nè. Mấy bạn cho tôi bay giảm đều cho con chú đầm rồi đó. Ngon rồi, yên. Vậy là ngon rồi đó. Hả? Ở trên cao á, ở trên cao thì ngon.
lên cao nó bay được. Con dù chinh cũng... kéo đèo xuống biển. Con ông cũng vậy đó. Con đụ này kéo đèo cũng hết quá. Con ông cũng kéo đèo. Đụng với gió trên nó bay im ru đi. Chưa chỉnh viên, còn viên chưa chỉnh thắt nào mà. Chạy lo sắp biết rồi, đứng thủ thế luôn hả, cắm khu luôn ạ. Dân kêu lạnh hả? Dân kêu ghê quá, dân gì ông ống hả? Được bỏ đâu cháu? Đi bỏ đâu dứt, gió nhỏ mà. Gió thui. Cái gì vậy? Thôi như cái máy vậy? Có tí nè, không tiêu nè. Cái này hả? Qua luôn á. Cái này tới chỗ đá gà luôn á. Bút bông á. Ừ, đập bóp quá đẹp. Đây có cái đâm bóp. Trong này có vườn tre. Rồi trái cả. Cây quá đã các bạn, cây hai trái. Ai lấy? Bắp cái rau thơm ghê chứ. Đã ghê không? Trái kìa. Cây hai trái, hai trái. Quá đâm bắp lớn. Thôi video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Hôm nay qua bên cánh, bên cái rẫy mới thả nha. Đó. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Lên được 5 con rồi. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.